cả nhà. Đã lâu lắm rồi, chắc cũng là khoảng 2 tuần rồi thì Ngọc mới trở lại kênh Honda Hiếu Thành Phát. Thì hôm nay là Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà hai màu xe Sonic khá là độc đáo và cũng được đông đảo các bạn trẻ yêu thích. Thời gian vừa qua thì bên Ngọc bán rất là chạy. Và nếu mà bạn nào là fan của Sonic á, thì like mạnh giúp Ngọc nha. Đặc biệt là mình nên mua xe trong thời điểm tháng này đi các bạn. Từ giờ đến cuối tháng, tại vì Ngọc nghe thông tin á, là qua tháng sau là xe sẽ rất là lên. Cho nên là mình tranh thủ. Thì giống như các bạn cũng biết rồi mà, đa số là những lúc mà gần Tết á, xe cũng lên, năm nào cũng vậy mà. Sonic đồ hồi năm rồi là lên cả 7 mấy lần á. Cho nên là các bạn mình tranh thủ vào thời điểm này nha. Kế bên Ngọc đây là em Sonic màu đỏ Candy. Mẫu này được rất là nhiều khách thích. Ở đây là Ngọc hiện tại đang đi với mâm đỏ nè. Nếu mà khách nào thích mâm bạc hoặc mâm đen thì mình có thể đổi vẫn được. Các bạn cùng quan sát phần đầu xe nha các bạn. Cái này nó cũng không có một số gì họa tiết thay đổi nhiều. Đây, tiếp theo chạy về phần cánh bẩn và phần đuôi xe. Phần cánh bẩn là có chữ Sonic viền màu trắng nha các bạn. Cái này nằm trên nền màu đỏ, màu vàng, màu đen nha các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là phong phú nha. Rồi, tiếp theo chạy về về phần đuôi xe. Đây, ở đây có chữ 150R. Các bạn để ý, những cái chi tiết này là hầu như những cái xe Sonic độ bên Ngọc đều có những dòng chữ này. Và ở đây thì hiện tại Ngọc đang có độ cho các bạn là chống đổ nè, rồi ba ga Titan nè, và chống trộm của Suzuki. Ngoài ra thì còn có bảo vệ các nước nữa. Thì cái này nếu mà các bạn gắn chống trộm bên Ngọc á, thì bên Ngọc đang có chương trình giảm giá cho các bạn, giảm 50% á các bạn. Còn nếu mà mình phủ nano thì sẽ được giảm 80%. Ngoài ra là bên Ngọc còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi, như là tặng mình hai nón bảo hiểm nè, một áo mưa, một bảo hiểm xe máy 1 năm, một cái khung ép biển số. Và đặc biệt là các bạn ở xe tới, thứ nhất là Ngọc sẽ giảm giá xe nè, hỗ trợ tiền xăng nè. Các bạn có xem qua YouTube thì Ngọc sẽ có giảm giá thêm. Đặc biệt là bạn nào liên hệ trước cho Ngọc thì Ngọc sẽ để giá ưu đãi tốt nhất cho bạn đó nha. Rồi, tiếp theo bên đây là Ngọc có em Sonic màu tím nè các bạn. Đây, các bạn cùng quan sát em Sonic màu tím này. Cái màu này là màu tím xanh titan. Mẫu này cũng được rất là nhiều khách thích nha. Mẫu này thì nó độc đáo ở chỗ là, giống như các bạn cũng biết rồi, thì những cái mẫu mà có màu titan thì đa phần là nó sẽ lấp lánh như là xà cừ vậy đó. Nó có nhiều cái đặc điểm nè. Giống như là nhìn hướng này á, là Ngọc sẽ thấy nó là màu tím, nhưng mà quay sang hướng này thì Ngọc sẽ thấy màu xanh. Nhìn lại hướng này thì lại có một xíu ánh hồng. Nó rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì hai màu Sonic nãy giờ Ngọc vừa giới thiệu thì em nó đang nằm ở mức đồng giá là 55.500.000 nha các bạn. Nếu các bạn muốn mua trả góp thì đưa trước cho Ngọc khoảng 13 triệu là được. Nè các bạn cùng quan sát, cái phần đầu xe rất là độc đáo, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, thì nếu mà mua trả góp thì các bạn chỉ cần mang theo chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu là được. Hiện tại thì ngoài hai màu giới thiệu trên đây thì Ngọc còn rất là nhiều màu khác nữa. Cho nên là bạn nào mà thích mẫu nào thì cứ để lại comment, tiếp sau Ngọc sẽ quay màu đó cho các bạn xem nha. Nãy giờ là màu sơ 3D thôi. Còn ví dụ mà các bạn lấy màu đen nhám á, thì chỉ có 53.500. Giá xe cực kỳ tốt luôn nha. Giá xe Ngọc báo thì chưa bao gồm chi phí lăn bánh nha. Chi phí lăn bánh liên hệ cho Ngọc qua số điện thoại 038 979 3379. Ngọc sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết clip này. Chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ. Nhớ là mua xe và ủng hộ Ngọc nha.